thì tôi sẽ nêu lên một số điều kiện kỵ khi các bạn sử dụng bài thuốc nam từ cây bán chi liên, cây bạch hoa già, thịt thảo và cây xạ đen trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Bạn Ngọc ở Đà Nẵng có hỏi như sau: Chào Thảo Dược Đức Thịnh, tôi dự định mua 1 ký bán chi liên, 1 ký bạch hoa già, thịt thảo và 1 ký xạ đen. Tôi muốn hỏi là liều lượng dùng hàng ngày như thế nào và sau khi uống 1 tháng thì tôi có biết được hiệu quả hay không ạ? Trong suốt quá trình dùng thuốc thì tôi có cần phải kiêng ăn những loại thực phẩm gì hay không? Và tôi nhận hàng thanh toán như thế nào ạ? Xin tư vấn giúp tôi. Chào bạn, các vị thuốc mà bạn định đặt mua là các vị trong bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư từ cây bán chi liên, cây bạch hoa xà, thịt thảo và cây xà đen. Liều dùng cụ thể của các vị như sau: mỗi ngày thì bạn lấy 50g cây xà đen, 40g cây bạch hoa xà, thịt thảo và 20g cây bán chi liên, sắc với 1 lít rưỡi nước và chia ra làm nhiều lần uống trong ngày. Khi gửi thuốc cho bạn thì chúng tôi cũng có kèm theo hướng dẫn rất là chi tiết cách dùng của từng cây thuốc và cách kết hợp các vị thuốc với nhau. Khi dùng thuốc thì bạn nên hạn chế một số thức ăn như sau. Thứ nhất là hạn chế ăn rau muống, hạn chế ăn đậu xanh và hạn chế dùng chè khô. Vì những loại thức ăn này thì có nguy cơ là làm giảm tác dụng của thuốc. Bạn nên dùng thuốc liên tục trong khoảng thời gian là 2 tháng, sau đó đi kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Bài thuốc trên thì là một bài thuốc từ dân gian, sử dụng rất là an toàn. Trong thời gian qua thì chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào có tác dụng phụ với thuốc. Khi dùng thuốc thì trong những ngày đầu, bệnh nhân thường cảm thấy như là đau bụng cồn cào, khó chịu, đi cầu phân đen. Đó chính là do các vị thuốc bắt đầu có tác dụng. Bởi vì cây bán chi liên là một vị thuốc có tác dụng là sổ tiêu độc tố. Nếu như có những biểu hiện như trên thì bạn không cần phải lo lắng mà tiếp tục sử dụng thuốc bình thường. Các triệu chứng trên thì sẽ biến mất trong khoảng từ 2 đến 3 ngày sử dụng thuốc. Sau khoảng 1 tuần thì sức khỏe của bệnh nhân sẽ dần hồi phục và khá lên. Nếu như bệnh nhân ở xa thì vẫn có thể đặt mua thuốc được bình thường. Chúng tôi sẽ gửi thuốc cho bệnh nhân qua đường bưu điện. Bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số hotline bên dưới để cung cấp thông tin đặt hàng. Bạn không phải thanh toán tiền.